Chào mừng các em đến với môn hoạt động trải nghiệm 8. Hôm nay video này sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Hình thức kiểm tra, các em sẽ về nhà làm bài thực hành theo yêu cầu của cô. Thời gian để cô đưa ra yêu cầu và hướng dẫn cho các em thực hiện là tuần 8, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10. Thời gian để các em nộp bài là tuần 10, từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11. Nội dung kiểm tra giữa học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm 8 như sau. Yêu cầu em hãy vẽ một bức tranh thể hiện trách nhiệm của em khi tham gia một hoạt động chung nào đó ở trường và lớp. Học sinh sẽ hoạt động cá nhân trên giấy A4. Sau đây cô sẽ đưa ra một vài bức tranh gợi ý để các em cùng thực hiện. Các em có thể vẽ một số bức tranh dưới những chủ đề như sau. Thể hiện được trách nhiệm của em khi em tham gia làm vệ sinh mỗi ngày cho lớp học sạch đẹp. Trách nhiệm của em khi tham gia xây dựng bài bằng cách giơ tay phát biểu. Hay trách nhiệm của em khi tham gia thảo luận nhóm nghiên cứu bài học cùng các bạn. Em còn thể hiện trách nhiệm của mình khi tham gia chăm sóc cây và dọn rác ở sân trường. Ngoài ra, em còn tham gia các phong trào của trường lớp để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Hoặc em có thể vẽ một bức tranh thể hiện trách nhiệm của em khi em tham gia đọc sách, nghiên cứu bài học ở thư viện. Hoặc là em cùng những bạn trong trường, trong lớp tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường. Yêu cầu khi trình bày là em sẽ vẽ một bức tranh thể hiện trách nhiệm của em. Và em thể hiện nó bằng cách là trên bức tranh đó qua những cái lời đối đáp giữa các nhân vật trong tranh với nhau, hoặc là em có thể ghi ra bằng tay những cái trách nhiệm của em khi tham gia một hoạt động chung nào đó ở phần phía trên của giấy khi vẽ tranh. Tiêu chí để đánh giá, thứ nhất là em nộp đúng hạn thì được một điểm. Em nêu được trách nhiệm của bản thân với một hoạt động nào đó trong trường lớp thì được 4 điểm. Thể hiện được trách nhiệm của bản thân lên tranh vẽ một cách rõ ràng và dễ hiểu là 4 điểm và trình bày đẹp là 1 điểm. Cô chúc các em hoàn thành bài tốt và nộp bài đúng hạn.